Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Trường Giang hạnh phúc vỡ òa khi Nhã Phương thông báo mang thai lần hai. Gì vậy? Ai thằng ba hả? Con thằng ba hả? Ghê vậy? Gì đấy? Quẹt thứ hai hả? Ai giật luôn hả? Sợ. Giờ tôi sợ. Con thật là tổ lâu. Ngồi lúc này. Sao này? Thì cái dở hả? Con gái, thằng quà cho ba mà. Nhưng mà bác sĩ đâu có nói gì đâu hả? Nói gì? Ủa nói gì? Thay lần sớm thiệt hả? Thiệt hả? Có bằng thiệt hả? Thiệt cái dở vậy? Ủa nó tìm chạy em vậy? Mới đây, Nhã Phương chia sẻ khoảnh khắc ngầm, thông báo tin vui đến công chúng. Theo đó, nữ diễn viên tung đoạn clip con gái tặng ba Trường Giang hộp quà, trong đó là que thử thai hai vạch. Khi mở hộp quà ra, Trường Giang đã vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc, không tin vào mắt mình. Kèm theo đó, Nhã Phương nhắn nhủ đến ông xã, món quà to bự tôi dành tặng sinh nhật ba tí. Quà sớm tận mấy tháng luôn, sướng nhất ba nha. Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Trường Giang Nhã Phương, cưng quá cưng, chúc mừng bà bạn của tôi. Chúc mừng cả nhà sắp có thành viên mới nè, chúc mừng hai vợ chồng sắp có thêm thành viên mới, chúc mừng anh chị, hạnh phúc không nói nên lời. Chúc mừng gia đình nhé, cưng quá, chúc mừng anh chị. Thời điểm mang thai con đầu lòng, Nhã Phương khá kín tiếng, tuy nhiên lần mang thai này nữ diễn viên lại cởi mở với truyền thông, khiến fan không khỏi háo hức và tò mò. Nhã Phương và Trường Giang kết hôn năm 2018. Cả hai đến với nhau sau khi đã trải qua không ít sóng gió tình trường. Trong đó, Trường Giang nổi tiếng là sau việc đào hoa, từng gây ồn ào tình ái với không ít mỹ nhân Việt như Khánh My, Nam Em, Quế Vân. Yêu hết mình với trái tim vị tha, Nhã Phương đã cho Trường Giang cơ hội để sửa sai. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên được nam danh hài chiều chuộng như bà Hoàng. Hôn nhân của Trường Giang, Nhã Phương càng viên mãn hơn khi có thêm bé Destiny. Là người kín tiếng, vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương quyết định giấu kín thông tin, hình ảnh về ái nữ. Cho đến thời gian gần đây, vợ chồng Nhã Phương mới quyết định công khai những hình ảnh, khoảnh khắc đáng yêu của bé Destiny. Trên trang cá nhân của mình, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường, bên con gái nhỏ. Thời gian gần đây, vợ chồng Nhã Phương quyết định công khai chân dung con gái nhỏ. Ái nữ nhà Trường Giang sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Nói về độ giàu, thì Trường Giang là một trong những nam danh hài sở hữu khối tài sản kếch xù trong showbiz. Mặc dù vậy, ông xã Nhã Phương lại được công chúng yêu mến bởi vẻ ngoài giản dị. Nam danh hài hiếm khi diện đồ hiệu mà thích mặc những bộ đồ đơn giản, đi dép tổ ong. Trái ngược với Trường Giang, Nhã Phương sau khi cưới thay đổi hoàn toàn. Nữ diễn viên ngày càng nghiện hàng hiệu và lên hương nhan sắc. Trường Giang, Nhã Phương ngày càng viên mãn trong hôn nhân và sự nghiệp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.